Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha bà con cô bác ơi. Hiện tại giờ là Duy Minh đang đứng trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và bên trong thì Duy Minh thấy có cái anh nào hình như là con của bác gì đây nè. Và sau khi một hồi là Duy Minh chuyển đổi thì Duy Minh phát hiện ở đây có ổ trứng gà. Ổ trứng gà đẻ đây đúng không con? Ủa? Đâu đâu con chỉ coi. Đâu? Ủa, anh nấu vàng đừng có ấy nghe chị đợi coi anh. Quá quá chạy bất ngờ hồi hổm anh nấu vàng lụm tám trứng bây giờ nó qua đây nó đẻ quý chú chị mà đẻ ở mộ của trứng gà là lọc nha mình để anh trứng gà lọc á đó à quý cô chú anh chị tám một gà bất ngờ luôn á. Cái này là phải để cho nở ra con luôn nha. Chuyến này là không cho ai bắt luôn nha quý cô chú anh chị, để cho nở ra con. Ai mà bắt là Duy Minh đó. Phốt luôn. Để cho nó đó nó nở luôn anh. Đó, tại vì nào mà nó có con dắt ra đẻ nở luôn. Chị. Phát hiện điều gì chưa? Trứng gà. 81 luôn. Ủa, quý cô chú anh chị nhìn nè. Á bắt thằng con của cái anh này nè, nó lao mộ từ hồi sớm giờ luôn quý chị, cô 3 tuổi rồi mà nó giỏi quá không biết nữa. Đó. À, đối diện với mộ của chú Vũ Linh nè. Nó lao nãy giờ nè, nó phát hiện có 8 cái hộp gà ở trong đây. Rồi hổm bên kia 8 trứng là bị anh nấu già nó hốt rồi. Nó chuyển qua đây nó đẻ 8 trứng nữa quý cô chú anh chị. Hy vọng lần này là đừng có ai phát hiện ha, đừng ai lấy ha. Để cho nó đẻ nó dắt bầy con như thế nào ha quý cô chú anh chị. Đó. Mộ của bà Hoàng Thị Nguyễn nè, đó, con cháu hôm nay người ta đi trước quý cô chú anh chị, trước cái ngày thanh minh, đừng làm sẵn để là tới cái ngày đó thì ở dưới đó, quý cô chú anh chị gia đình thì nghe cô nói là bận cho nên là lên làm trước, nha. Mình lên mình làm trước hay chị để tới đó mình sẽ ở nhà ha, tới cái ngày mà mình thanh minh đó. Tảo mộ á, ngày tảo mộ chứ. Lộn, nó lộn bà con. Thanh minh là tháng 3. Còn tảo mộ là trong tháng 12, tháng chạp quý cô chú anh chị. Hôm nay là gia đình cũng mang thịt heo quay đồ nè. Đó, có bánh mì đồ heo quý cô chú anh chị. Thì bên kia Duy Minh cũng thấy có một số để đi qua đây quay một cái quý cô chú anh chị. Đi buông 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 đi. Ở bên đây thì Duy Minh thấy có bên gia đình của bé 12 tuổi nè, bé 12 tuổi. Đó, bé 12 tuổi nha. Dạ. Bé 12 tuổi. Chào anh chị. Dạ, chào cô. Ủa mình gia đình của bé 12 tuổi hả? Không phải hả? Dạ. Ở bên đây thì hôm nay là gần tảo mộ quý của chú chị cho nên là mọi gia đình người ta sẽ đi lên đây người ta vào ngày chủ nhật rảnh giờ nào ta lên ta lau dọn mộ cúng kiến ha. Chào chị ha. Đây là mộ của bé 12 tuổi, mộ màu trắng ha quý vị. Ủa mẹ bữa nay mẹ của bé có lên không? Kề mẹ gái kìa. Mẹ bé lúc trước cũng gỡ nhang á quý cô chú anh chị, gỡ nhang cho mấy anh em đi cúng xung quanh nha, các ngôi mộ ở đây. Chị làm bên công ty nhang ha. Hôm nay gia đình mình lên hôm nay mai mốt có lên nữa không chị? Có ha. Dạ. Bên gia đình kia thì em hỏi thì nói lên trước rồi sẽ không có lên nữa tại tết bận á. Còn gia đình mình gần ở đây hay sao chị? Gần đây cho nên là mình lên nữa ha. Có gia đình từ đây tới tết người ta lên 3-4 lần luôn á quý cô chú chị. Còn gia đình nào xa người ta bận nhiều quá thì người ta lên một lần thôi, ta lên ta làm trước. Còn có mấy cô chú á, nhà gần đây nè, người ta vô người ta làm hình như cuối tuần là người ta đi à. Cuối tuần là ta đi vô thôi, ta ghé mộ của chú Vũ Linh ta thắp hương.
Rồi chúc gia đình mình năm mới nhiều sức khỏe nha chị, làm ăn phát tài phát lộc nha. À, công ty của mình được phát triển. Đó, bây giờ thì nhưng mà bà con cô bác đi qua bên mẫu của chú ha, để cập nhật tí xíu cho bà con cô bác xem. Hình như là đây, từ đây trở về sau quý cô chú anh chị là sẽ có rất là nhiều những gia đình người ta sẽ đến đây, người ta tạo mộ ha quý cô chú anh chị. Nguyên ổ trứng thấy chưa? Chưa thấy luôn hả? Im im. Nguyên ổ trứng trong cái mộ của bà đó, 8 hộ. Thằng nhỏ nó chỉ cười. À, bây giờ thì hello. Ê, em thấy trứng chưa? Tí. Thấy, thấy trứng chưa? Trứng gà. Ở đâu? Trong mộ á. 8 hộp. 8 hộp. Đừng nói áo vàng nha. Nói áo vàng là mắc nữa đó. Không biết, chưa biết. Đừng nói nha. Đừng nói. Đâu có. Để cho nở luôn. Nè. À, không giờ là để cho nở luôn, để cho nó dắt con luôn. 8 trứng. À, quý cô chú anh chị ơi, 8 hộp luôn, để mình giữ ha quý cô chú, mình giữ cho nở con quý cô chú anh chị. Hổm 8 hộp mà anh nấu già anh lấy 7 hộp, còn 1 hộp thì bị ai lấy quý cô chú anh chị. Giờ nó chuyển qua bên kia nó đẻ, Duy Minh biết rằng gà tre nó đẻ sai lắm. Nó đẻ phải nói là nếu mà có khi là 20 trứng luôn nữa quý cô chú anh chị. Quá là bất ngờ luôn. Tại vì mình dặn mấy anh em mới được. Mộ của chú giờ này hồi sáng khán giả cũng ghé. Ôi, tin trắng động luôn. Trắng động luôn á, nấu vàng hơn. Tin trắng động. Thiệt. Phát hiện con gà. Con gà của anh nó đẻ trên cái mộ của bà ấy, nguyên quả luôn. Nhưng mà lần này đừng hốt cái ông nội. Lần này để cho nó nở con. Để cho nở con. Đó. 8 hộp luôn. Tròn xe luôn, tức cười ơi. Không, chuyện này là để giữ cho nó nở ra. Không, cái này là không ai biết hết á. Thôi, nó đẻ tròn e hốt để dành giống. Ừ. Chưa gì chừng mới nói với ông là ông hâm nữa quý cô chú anh chị ơi. Thôi anh chỉ ông đi ông này nói ông cái ông đi tìm nữa chết. Nó trời chứ để cho nó đẻ thử rồi nó nở con rồi sao hả? Thôi đừng lấy à, lấy là anh em mình là huynh đệ là tương tàn luôn đó. Thôi mày đừng có bàn nữa Nam ơi. Bỏ cho. Thôi không, hai con đi kè kè nó luôn, hổm gài luôn á. Bà con cô bác thấy không, bây giờ nè, mộ của cái đường vào mộ của chú là xe phải nói là tấp nập luôn quý cô chú anh chị ơi. Và phát hiện một cái điều rất là lạ là đẻ trên một cái mộ của một người bà. Thì thường thường á quý cô chú anh chị, khi mà những ai mà mắc á, người ta đưa vô đây á, thì nhiều khi là người ta mở cửa mã đó, người ta thả gà quý anh chị, nhiều khi nó đẻ nó lan luôn. Đó, thì nó đẻ như nhất là những ngôi mộ nè. Còn hổm thì nó đẻ ngay góc này nè quý cô chú anh chị. Nó đẻ trong khẩu này nè. Đó thì anh nấu vàng anh đấy. Thôi. Thôi đừng. Ở đằng kia đông lắm, mình lợi nhiều quá rồi người ta phát hiện. Thấy. Mình lấy chứ. Thôi đừng lấy ông nội xe kìa. Đừng lấy. Hư đâu mà hư, đó người ta đẻ kính mà hư gì. Thôi nghe ông nội đừng lấy nha. Ông lấy cái là ông tới số ông đó.